Tất cả là tại Tulen. Vị tướng nào kỹ năng khiến lôi điểu Tulen khó hạ đều đang dần bị chạm. Trước là Rodion, Tachizan và hiện tại Lidiana đã bị xóa mất, không bị chọn mục tiêu ở tại máy chủ nghiệm. Đương nhiên Didac không thoát khỏi đợt giảm này khi chiêu cuối không có thể ngăn sát thương từ trụ và tế đàn. May quá, chiêu cuối vẫn che được kỹ năng và chiêu thức nhà chiêu cuối Badum, lôi điểu Tulen và cả đại lộ xé ra. Nhưng tương lai chưa biết nhá, có khi đội ngũ chỉnh sửa hứng lên khiến lôi điểu Tulen không thể bị chắn bởi lô cốt tử quang thì sao, như cách nội tại của Zone bắn xuyên khiến chắn. Sửa vậy, Didac giao tranh vẫn ok, chỉ là ảnh hưởng lớn khoản ép trụ và chiến thuật lăn cầu sớm. Bạn đánh giá sao về chỉnh sửa này? Didac liệu có phế? Comment ngay nhá. Còn bây giờ, bạn làm tí QA nào? QA thôi anh em nhỉ? Erin có nên chơi luyện kim không? Chứ em thấy đồ của nó khá đắt. Đắt gì đâu, có ấy diệt thần cung là đắt hơn chút thôi à. TNG nghĩ là thánh thuấn à? Giờ là thần quang, là những cái lựa chọn rất là tuyệt vời rồi. Didac sắp tới nhá, nếu mà được áp dụng như vậy lên bản chính, căng. Làm sao để có thể gọi là che trụ trong đội, rồi là che khiến cho trụ không bắt được lính mình đây? Quá khó đúng không? Và góc trái là cái lối trang bị trong trận đấu này các bạn nhé. Sử dụng thánh thuế này thì cái bọn kể cả là bọn Erin này, bọn sát thủ la vào nếu phải ngại ngùng thôi anh em ạ. Ngại ngùng mà né thôi. Thật ra thì TNG không chơi quá nhiều Didac đâu, bởi vì TNG thích cái mê con kiểu nó phong cách như là con Rath và con Lidiana hơn so với những vị tướng kiểu như là Didac hay là dạng kiểu như là Natalia. Mình thích cái kiểu nó giữ được vị trí an toàn nè, rồi là bớt phải tiếp cận thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Đương nhiên, mỗi vị tướng đều có điểm hay của nó các bạn nhá. Ui, cái con rồng này chả ủng hộ tôi thì thôi, lại còn quật cho tôi thế này chết dở. Trước khi đi gank hay là anh em muốn áp lực ở bất kỳ vị trí nào thì nhớ dọn lính trước đi. Quan trọng mà anh em, một cái đống tiền đi chứ, đừng có đùa ở đây. Tốc biến lên tặng cho nó 3 hoa. Đấy, ý lộn hả, 3 cầu chứ, cứ lại quen mồm cơ. Cho em hỏi là Erin chơi vật lý mà gặp cái nhiều vị tướng tanker quá thì có nên thay quỷ kiếm thành kiếm phân yêu không ạ? Em ở tinh anh 1 ạ. Thật ra thì TNG nghĩ rằng trừ khi gọi là đối thủ nhiều tanh quá, toàn là bọn Toro rồi bọn Skirt rồi bọn Tara. Chứ còn không nha, TNG nghĩ là một cái diệt cung cũng rất là ghê gớm rồi. Và quan trọng là vị tướng này rất là cần những cái đồ hồi phục anh em ạ. Quỷ kiếm rất là tuyệt vời đấy chứ, đừng có đùa. Trừ khi anh em lên phép chúng ta sẽ sử dụng cái đồ khác thôi, ok chưa? TNG nghĩ là diệt thần là đủ rồi. Anh em nên để cho đồng đội khác họ tỏa sáng với chứ đúng không? Trừ khi là đồng đội của anh em cháo bị tên là chết tanh được. Ok chưa nào? Một chút gợi ý vậy thôi. Chứ còn phải tùy trận các bạn nhá. Chứ anh em đừng có đè ra như xe khoa mà chơi chết dở đúng không ạ? Cứ tùy trận mà chơi. Cảm giác là trận đấu nào cảm thấy bắn được nè, rồi là cảm thấy bắn đủ nè, rồi là cảm giác là mình bắn xuyên thế là rất là ok rồi, thì mình cứ vậy mà chơi thôi. Anh em cứ tùy biến nhiều vào, đảm bảo với anh em chỉ cần tùy biến nhiều lần thôi là anh em sẽ có những cái kinh nghiệm hay ho thú vị để anh em thể rao đánh dễ dàng hơn nhá. Ôi, mấy thanh niên định hội đồng Chalot kìa. Các bạn thấy không, con Chalot mà kiểu là hết chiêu 2 rồi thì cũng rất là nguy cơ bị hội đồng các bạn nhá. Chứ kể cả là anh em miếng thương đi thì cái nội tại và cái chiêu cuối của anh em không đủ đâu mà. Một pha bo góc các bạn ơi. Floor đi rừng thay vì lên dìu, chúng ta lên kiếm và sau đó full tank được không ạ? TNG nghĩ là làm kiểu này nó tác dụng nó không được cao cho lắm. TNG vẫn ưu tiên đó chính là lên dìu đi rừng và sau đó anh em lên thêm thương kiếm đúng không ạ? Còn lại anh em cần nhá thì lên full tank, thế là được rồi. Còn nếu mà anh em muốn hổ báo cáo chuồn hơn thì có thể lựa chọn thêm đó chính là, đúng vậy, nanh múa cho phê. Đương nhiên là tùy trận các bạn nhé. Ví dụ kẻ địch sâu nam căng quá thì thôi đừng có nanh nủng cái gì cả anh em. Dìu đúng không ạ? Rồi giày sau đây là lên những trang bị quan trọng như là thương kiếm này đúng không ạ? Rồi là nếu anh em múa kém thì tặng cho nó thêm một cái áo băng nữa cho nó tự nhiên đúng không ạ? Cho nó múa tuyệt vời, cho nó kẻ địch của lê lết đúng không ạ? Rồi là đóng thêm những cái đồ tanh đúng không ạ? Đồ tanh thì đương nhiên rồi, hãy lựa chọn đúng với là đối thủ của bạn là ai nhá. Ví dụ cái địch phép căng quá thì anh em biết lên gì ở đấy, rồi là đối thủ vật lý ghê gớm, rồi là bọn nó là sốc đam căng thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn tuyệt vời nhất, ok chưa nào? Trời ơi đánh nhau kìa, tôi sẽ bo anh ạ, bo chiêu 2 dội vào. Úi trời ơi, cũng được đấy chưa anh em. Ui, nhìn Ibanez kìa, nhìn băng xả kìa. Đấy, tôi thích team như vậy các bạn ạ. Đồng đội cứ băng xả như vậy thì đồng đội như kiểu là tôi này, Nagrod rồi là thằng Chalot sẽ rất là dễ chơi các bạn nhá. Mày ở đâu đấy? Đi đâu rồi? À đây rồi. Thôi bạn ơi, về nhà nhanh lên, còn được kiếm được cái tân lính nào đúng không? Cố cựa quậy làm cái gì? Người ta cố cựa quậy ở lại chỉ để xem là có gì là cái mấy cái tân lính hơn không đấy ạ. Làm từ thêm tí lính đấy ạ, chúng ta mới có thể có tiền, có vàng chứ. Đây là một cái cơ hội anh em ạ, một cái cơ hội để TNG lụ bùa xanh nhưng mà lại không bị đồng đội phê bình. Tức là sao? Tức là một giao tranh hỗn loạn ở bùa xanh thì một là hạ luôn được cái địch, còn không đấy ạ thì mình có thể lụm luôn bùa xanh, không sao, không vấn đề gì cả. Didac của bùa xanh chắc các bạn biết là sức mạnh của nó rồi đúng không?
rất là tuyệt vời luôn. Chuẩn bị nào. Boom. Sao mà chạy được? À, có phải mình không nhỉ? Ôi, không phải mình à? Mày quá anh em ạ. Em có nên chơi full dam cho gian hay là sử dụng mộc giáp hoặc là ma tính mà lại chơi là nửa dam nửa tanh thì nó sẽ tối ưu hơn hả em? Theo ý kiến cá nhân thôi nhá, thì gian mộc giáp thì anh em lên semi đi. Kể cả là gian ma tính cũng vậy thôi. Gian bây giờ nó bị giảm cái miếng thương rồi anh em ạ. Nên chúng ta mà lên quá nhiều dam thì nguy cơ bị sốc dam rất là cao. Nên anh em muốn chơi đổi semi ở TNG rất là tuyệt vời các bạn nhá. Cơ bản là anh em chỉ cần nhớ thế này, con gian là con nó có khả năng gây sát thương rất là tuyệt vời theo thời gian. Spam múa may quay cuồng nên các bạn cứ lên đồ semi đi, tuyệt vời luôn, chứ không nhất thiết lệnh định là các bạn lấy đam nhiều khi khó chơi lắm anh em ạ. Pain công từng máu có không ép tạp hóa tiên gì có bạn nhá. Arc tầm hai củ có ngon không? Ngon hay không thì mời anh em lên chất tạp hóa để mà check đúng không ạ? Biết đâu ngon của người này lại không ngon của người kia. Ok chưa? Khải Huyền Thiên Hậu Illumia có không? Uầy, tìm có gì khó đâu. Mời anh em lên trên fanpage Trảm Game TLG các bạn nhá. Vừa giao lưu liên quân đúng không ạ? Vừa được anh em nhân viên tìm arc cho, tuyệt vời chưa? Còn anh em thích nhá, tự lên tạp hóa TNG mà tìm đi. Tạp hóa TNG đã gọi là giao lưu với anh em được 4 đến 5 năm nay rồi, nên các bạn cứ yên tâm nhá. YouTube người ta cấm quảng cáo rồi, nên TNG không review lên cho anh em được đâu. Đấy, sắp tới nếu mà con đi rắc này nó mất cái khiên này thì làm sao mà có thể ép trụ dễ dàng được hả anh em? Không đơn giản đâu. Toang như chơi đấy chứ. Quan trọng lắm. Chứ bây giờ nhá, tức là ví dụ là nếu được update lên bản chính đi, chúng ta sẽ đến một cái tương lai như vậy đi, thì khi đó anh em sẽ chỉ có cái lợi thế dùng chiêu cuối ở một cái giao tranh thôi, chứ để ép trụ là không có. Đương nhiên là vẫn có một chút, đó chính là che lại sát thương kẻ địch để khiến kẻ địch không thể dọn lính nhanh được hay là đánh quân mình được. Tạm nghỉ game vì hai con tướng tủ bị giảm thê thảm quá. Em để tư vấn cho anh em con tướng nào nó đam to, cơ động cao mà máu thì có thể giấy đúng không ạ? Máu thì có thể giấy nhiều lắm, chắc lại hướng tới bọn sát thủ đúng không? Bạn hãy thử cho TNG là Aoi và Pain đi. Nhưng mà con Pain là vừa bị giảm sức mạnh, chẳng biết có phải tướng tủ của bạn hay không nữa. Bởi vì sáng mùng 9 tháng 5, chúng ta vừa cập nhật xong phiên bản bổ sung lần 1 của phiên bản lễ hội 5v5 các bạn nhá. Nó vừa giảm sức mạnh của thằng Erin, của bé Erin và Pain. Đấy, và tăng sức mạnh cho Rosie này à. Ryoma thì tăng 5 công vật lý, chắc là bán skin là chính thôi. Rồi là Butterfly, đúng không ạ? Rồi là sửa thêm mấy cái bug của con Rosie nè. Sửa thêm một chút hiệu ứng của mấy cái bộ trang phục kiểu như là của Kret nè. Và rất nhiều bộ trang phục heo thú vị khác. Rồi, trưởng cho ba cầu bây giờ. Ôi, chà chà chà. Cái con giảng A Lử này nó lại vòng qua cái chú cuối của tôi anh em ạ. À từ từ nào, hình như là chú của thằng Elin. Con đi lắc nó cản được không nhỉ? Tự dưng sao bị lúi vậy ta? Ông nào test rồi thì comment dưới video nha, tự dưng tội quyền bén mất. Rồi, khai mở. Mày bắn đi Erin, mày bắn đi để tao test xem nào. Xem có ăn nổi không đúng không ạ? Hay quá Ibanez ơi. Anh em cứ từ từ, tôi đang lựa thời cơ để trưởng nè. Không đủ đam rồi các bạn ơi. Đấy, anh em thấy không? Có con Erin này không biết là nó còn có cái gì để chạy không khi mà anh Zone chúng ta đã bọc đầu rồi. À, đây, anh Zone để em một cầu nè. Ấy, mặt nạ Berit đốt đây anh em ơi, đau lắm, sao mà chạy được. Trảm Game cho hỏi là Triệu Vân bây giờ lên một đồ đam và sau đó là full tank có được không ạ? Mong SGN lên TV. Chứ ông này là coi trên TV đúng không? Coi tôi trên TV đúng không? Yên tâm, kênh TNG là kênh rất là văn hóa, nên kể cả là anh em bật cho gia đình hay là bố mẹ ông bà xem thì vẫn ok luôn, thoải mái nhá. Khỏi phải lo lắng về vấn đề là có những ngôn từ nó không được hợp lý. Ok chưa nào? Nên dành cho anh em là đi xem trên TV ấy, là cứ yên tâm nhá. Tiền theo tiền gì nhá, là Triệu Vân lên được. Lên ví dụ như là lên một thương long hoặc là lên một thương kiếm hoặc là bố đời hên hơn xanh hơn thì có thể lên thêm nhanh đúng không ạ? Còn lại anh em đóng phân tanh thì vẫn được mà, thoải mái đi. Nói chung là con Triệu Vân thì nó cũng thuộc dạng đa dạng một chút, lên đi rừng đấy thì chúng ta thêm hơn nhiều đam một chút đúng không ạ? Còn đi top thì các anh em hoàn toàn có thể lựa chọn là tanh, không sao cả. Cái lối đồ thì cũng phải tùy theo trận đấu thôi anh em nhé, chứ đừng kiểu sao khoa quá. Chứ không phải là trận nào các bạn cứ phải là full tank thì tank đâu. Không nhất định là các bạn phải như vậy, chúng ta cứ biến đổi đi, chúng ta cứ sáng tạo đi. Bởi vì game là nơi để anh em sáng tạo mà, nhưng mà sáng tạo vừa phải thôi nhá. Chứ còn sáng tạo kiểu là quá thái thì cũng không được hay ho cho lắm đâu nhé. À đây, tôi tặng nó vài cầu các bạn nhá. Ấy, một cầu này, hai cầu này, ba cầu nè. Ui, chạy nhanh đấy. Nó mà đứng lại thêm một vài thằng thì có vẻ tuyệt vời không anh em nhỉ? Em từng là cục xanh Phoenix mà bây giờ Phoenix làm lại. Em có thể gợi ý cho em vài tip được không?
Chứ em bây giờ quen là tích nội tại, sau đấy lao vào chiêu 2 để mà nó hồi lại chiêu 2 rồi. Thật là khó quá đi. Nói chung là bạn cứ chơi nhiều đi, các bạn giờ sẽ quen rồi mà. Chứ bây giờ các bạn không chơi nhiều làm sao mà quen thay đổi được, đúng không ạ? Phải định bây giờ anh em cứ cấu điểm bằng chiêu 1 thôi. Sau đấy là dồn thích dồn đam nhá, là chiêu 3 vào luôn. Vỗ thẳng mặt nó, để lại dành chiêu 2 đi anh em. Để ao nhiêu bọn đấu sĩ nó tiếp cận hoặc là bọn sát thủ lao vào bạn nhá. Đương nhiên là có phải tùy xem là cái phù hiệu của anh em cầm như nào. Ví dụ anh em cầm ma tính đi, còn riêng người con Phoenix là cầm được rất là nhiều phù hiệu hay các bạn nhá. Nếu mà các bạn thích chơi kiểu dạng là Phoenix ma tính thì các bạn phải căn sử dụng chiêu cuối và chiêu 2 sao cho nó hợp lý một tí, để tối ưu sức mạnh là tối ưu nhất, ok chưa? Ui cái thằng ngộ này, nó định nó để lè tôi kìa anh em ạ, nó để lè một đường kìa, cay thế nhở. Đúng là chỉ cần sơ suất tí thôi anh ạ. Đây trả giá đi bạn ơi, đây rồi, hay quá. Hơi khó để bắt một cái thằng tàng hình. Đây, tôi sẽ đoán ở đây. Ôi không trúng chứ. Nhiều khi gặp mấy thằng ngộ kiểu nó còn chiêu 2 hay là chiêu 1 thì phán đoán hơi khó anh em nhỉ. Kiểu như là đôi lúc mình có thể đoán trúng, mà không trúng thì cũng chẳng sao, không sao cả. Team mình vẫn đang có áp lực mà. Mỗi tội là kéo về sau thì chúng ta phải dựa rất là nhiều vào thằng zone các bạn nhá. Thằng zone rất là quan trọng ở trong trận đấu này đấy. Đương nhiên là mình vẫn chơi được, kể cả là ở đoạn led. Thủ được mà anh em, công được. Cho em hỏi là skin sắp ra mắt của Charlotte với Lioma có đáng để mua không? TNG nghĩ là thấy đẹp thì mua thôi. Các bạn nhớ nha, ông nào mà chậm tay như TNG đấy thì trước khi anh em giao tranh hay là lúc anh em rảnh hay là lúc anh em ở tế đàn hay là lúc anh em biến về đấy ạ. Nếu mà an toàn rồi thì các bạn nhớ cài trước đồ nhá. Cài trước đồ rất là quan trọng đấy. Ông nào nhanh tay thì tôi không nói rồi. Chứ còn ông nào mà kiểu chậm tay như tôi thì sẵn sàng cài trước đồ đi. Rồi là bấm trước vào cái đồ nào mà các bạn muốn bán. Đó, như vậy các anh em có thể thao tác nhanh hơn đấy. Ví dụ tôi này, tôi đang click vào cái phần cầu bằng xương đúng không? Chút tôi dùng xong đó, tôi sẽ bán lên giáp rồi và bán giáp lên liềm các thứ kiểu vậy. Đương nhiên là có phải tùy cái lượng tiền của anh em để xem là có thể mua bán được bao nhiêu đồ, rồi là anh em dùng bao nhiêu đồ kích hoạt đúng không ạ? Dùng 2 đồ kích hoạt là bình thường à. Bây giờ là meta này là anh em dùng 2 đồ kích hoạt là bình thường, kể cả là anh em xạ thủ nhá. Xạ thủ thì anh em có thể là vừa dùng xạ cung, vừa dùng cung tà ma, dùng xạ cung xong thì bán đi hoặc là ngược lại kiểu vậy. Đó, để có thể tối ưu các bạn nhé. Và sau đó là kết hợp thêm cái khoản là mua bán đồ, bán giáp đúng không ạ, mua liềm hoặc là mua cầu, hoặc là bán giáp mua cầu, rồi là bán cầu mua liềm đấy, tiếp tục. Đây gì đấy bán đi. Ôi trời ơi, bán được bao nhiêu lắm, đau chưa, nổ tanh tách luôn các bạn ơi. Anh John bây giờ thì cũng rất là ghê rồi, chỉ cần che thằng John đánh thôi là auto win các bạn nhé, chỉ cần vậy thôi để thằng ngộ không nó không tiếp cận được. Mà trong khi thằng ngộ không nó bị lên thớt rồi thì không phải lo ngại cho lắm. Bây giờ thì lo ngại cái thằng Ari thôi anh em ơi, Ari lao vào thôi nên phải bảo kê sẵn. Đấy anh em nhìn minimat đi đấy, thằng Ari nó đâm vào cái thằng John kìa, nhưng mà John đã có một pha tốc biến ra đằng sau. Nói chung là win chặt rồi các bạn ơi. Và đó chính là chỉnh sửa của Deduct. Các bạn đừng quên đặt câu hỏi Q&A video để giao lưu với TNG ở video lần sau các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.